bệnh dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát tại Trung Quốc, Việt Nam, Mông Cổ, Campuchia. Gần đây đã lan sang tận Triều Tiên. Người Hàn Quốc rất lo lắng dịch bệnh sẽ xâm nhập vào nước mình. Tuy nhiên, hiện tại bệnh dịch tả lợn châu Phi lại chưa có thuốc chữa trị hay phòng bệnh, nên việc phòng dịch và dự phòng là giải pháp tối ưu nhất. Do đó, từ ngày 1 tháng 6 năm nay, Ban Kiểm dịch Nông lâm Súc sản tiến hành xử phạt tiền tối đa đến 10 triệu won đối với trường hợp không khai báo vật phẩm kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật mang theo. Trường hợp không khai báo thịt lợn và thực phẩm liên quan mang theo từ quốc gia phát sinh bệnh dịch tả lợn châu Phi thì số tiền phạt sẽ tăng theo số lần vi phạm. Người nước ngoài khi không nộp tiền phạt có thể sẽ gặp bất lợi như không được nhập cảnh hay hạn chế cư trú. Hơn nữa, khi nhập cảnh, các loại thịt hay thực phẩm gia công từ thịt như giò chả, xúc xích, thịt khô đều bị hạn chế mang theo. Trường hợp bất khả kháng buộc phải mang theo thì đánh dấu vào tờ khai thực phẩm mang theo dành cho hành khách và hãy khai báo với ban kiểm dịch tại sân bay hoặc hải cảng. Và cuối cùng, quý bạn làm việc tại trang trại chăn nuôi, không được vào trang trại hoặc ra vào chợ mua bán gia súc trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhập cảnh vào Hàn Quốc. Các bạn chính là nhà kiểm dịch làm nên Đại Hàn Dân Quốc xanh sạch đẹp.